Dạ vâng, tiếp tục chào mừng các anh chị đến với video bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ nói về vấn đề telesale, SMS và số điện thoại. Được chưa? Đây là một cái nội dung, một cái kênh, những cái cách thức để giúp các anh chị bán hàng, tăng cường cái khả năng bán hàng, khả năng tái mua. Vâng, liên quan đến cái số điện thoại của khách hàng thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Đúng không ạ? Thế thì trong cái thuật ngữ về telesale, tức là bán hàng qua điện thoại, thì người ta chia cái danh sách số điện thoại ra thành danh sách nóng, danh sách ấm, danh sách nguội và danh sách lạnh. Và cái khái niệm nóng, ấm, nguội, lạnh này là cái khái niệm mà để trong mặt kép, tức là người ta muốn ám chỉ rằng là cái data này nó có triển vọng đến mức độ nào, tiềm năng đến mức độ nào. Nóng là cái data nào? Nóng tức là những cái data là những cái người chúng ta quen biết, chúng ta thân thiết đó. Đấy là một trong những cái nguyên tắc mà khi mà làm sale người ta thường khuyên các bạn, đấy là khai thác data nóng. Đấy chính là những số điện thoại đang nằm trong danh bạ của bạn. Bạn biết họ, họ biết bạn, chúng ta có uy tín với nhau. Thế dần dần thì nó giảm đi, giảm đi. Ví dụ như danh sách lạnh là tôi gửi cho bạn một cái data, bạn chỉ thấy số thôi, bạn chẳng biết là ở đâu, chẳng biết tên như nào, thì cái danh sách đấy nó cũng khá là khoai, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ làm một cái sale giỏi thì chúng ta sẽ cần phải lượm nhặt, sưu tầm, mua bán, trao đổi copy cái data này làm sao cho nó nhiều, làm sao cho nó đầy đủ, làm sao cho nó có đầy đủ thông tin của khách hàng là tốt nhất. Và cái danh sách này càng có đầy đủ thông tin, ví dụ như tên, tuổi, nơi ở, nơi làm việc, chức danh, số điện thoại, Facebook này nọ vân vân, càng nhiều cái dữ liệu liên quan đến một người thì càng tốt, để giúp cho cái người bán hàng hay còn gọi là telesale đấy, SMS đấy, người ta gửi tin nhắn, người ta gọi điện, nó trúng, nó đúng và cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao và tránh cái việc làm phiền, đúng không ạ? Hiện nay chúng ta thấy là cái việc làm phiền rất là nhiều. Thế thì đối với số điện thoại chúng ta có thể làm gì thì tôi nói rồi. Chúng ta có thể gửi tin nhắn lần đầu, hoặc là với khách hàng cũ, thông thường các cái thương hiệu, các doanh nghiệp mà họ đã có khách hàng cũ rồi thì người ta có thể gửi SMS, tức là cái dạng tin nhắn ấy, là ngày mai tôi có khuyến mại, ngày mai tôi có sale off, ngày mai tôi có Black Friday, ngày mai tôi có clearance stock, đúng không ạ? Thanh lý rồi xả hàng đồng giá rồi vân vân. Đấy, thì Noel vân vân, thì tôi có thể làm những cái chương trình như vậy, tôi gửi tin nhắn cho những khách hàng thân thiết, hoặc là tôi sẽ có những cái tin nhắn cho những khách hàng mới mà tôi có thể mua được, sưu tầm được. Và hiện nay thì SMS thì Viettel hoặc là Mobifone hoặc là Vinaphone có thể cung cấp các cái giải pháp SMS cho bạn, mà bạn có thể nhắm được đến tuổi tác, nhắm được giới tính, nhắm được cái việc chi tiền của khách hàng như thế nào. Tất nhiên cái việc là hiệu quả đến đâu thì nó phụ thuộc vào việc là các bạn còn phải làm việc với cái data đó một cách cụ thể, thì tôi không dám chắc là nó hiệu quả đến mức nào, nhưng mà tôi tiết lộ với các bạn rằng là các cái hãng viễn thông như vậy là họ có khả năng giúp bạn nhắn tin SMS tới những số điện thoại ở khu vực nào đấy, nam hay nữ, thuê bao đấy, chạy tiêu bao nhiêu tiền là làm được. Cái này tôi biết chính xác. Chúng ta cũng có thể dùng số điện thoại đấy, chúng ta dò Zalo, chúng ta dò Zalo để chúng ta kết bạn, để chúng ta đăng lên thì cũng có tương tác đấy ạ, cũng rất là tốt, được chưa ạ? Vâng, rồi thì các bạn biết đấy, ví dụ như đối với ngành viễn thông chẳng hạn, các ngành khác thì tôi không chắc, nhưng mà ví dụ ngành viễn thông thì gần như cái việc bán hàng nó mang tính tự động và nó bán hàng qua tin nhắn rất nhiều. Thí dụ như là bạn hết 3G một cái, hết 4G một cái, nó nhắn tin, nó bảo là bạn vừa hết 3G đấy, bây giờ bạn phải nạp cái cú pháp là mua thêm cái gì gì đấy, gửi 191 của Viettel, rồi gửi bao nhiêu của Mobifone. Thế tôi dùng Viettel và tôi biết cái đấy. Thế thì một cái tin nhắn như thế thôi, nó có thể thành công hoặc nó cũng có thể không thành công, theo cái cách là khách hàng có thể mua và khách hàng không mua. Nhưng tôi được biết rằng hệ thống tin nhắn mà báo cước, rồi thì hết 3G, hết 4G, rồi gửi khuyến mại của những hãng viễn thông là hệ thống xương sống rất quan trọng đối với việc bán hàng của hãng đó. Đấy, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi nạp cước điện thoại vào thì còn độ 3.000, 5.000 nó sẽ báo là còn 3.000, còn 5.000 nó gửi, thì để tôi biết đường tôi mua. Hay khuyến mại, nó bảo ngày mai có khuyến mại đấy, 50% đấy, đúng không ạ? Thế là tích cực đi mua.
cái tin nhắn nó rất là quan trọng, nhưng mà phải đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng dịch vụ nó mới quan trọng. Thì tôi chứng kiến cái việc đó, như chúng ta thừa nhận với nhau ở trong cái mảng viễn thông, đúng không ạ? Mua cước 3G, 4G nó làm sim card rất là chuẩn. Thế còn những cái thứ khác thì tôi chưa dám bàn đến. Thế SMS thì các anh chị cũng có thể sử dụng cái SMS thương hiệu, ví dụ như là Ground Cây xin chúc mừng các anh chị, xin cảm ơn các anh chị, đúng không? À, những cái tin nhắn mua hàng, những cái tin nhắn giao hàng, hay là những cái hãng lớn họ có thể sử dụng code, họ sẽ gửi hoặc là họ gửi SMS confirmation, tức là cái việc mà xác thực đơn hàng vân vân. Thì có rất nhiều cái tác dụng chúng ta có thể làm. Nhưng tất nhiên cái việc chúng ta làm này, chúng ta phải có hệ thống, chúng ta phải làm tự động automation đấy, và chúng ta cũng phải là phải chi phí nữa. Đấy, thế tất nhiên là cái chi phí của SMS thì nó cũng không đắt lắm. Bây giờ nó chỉ dao động khoảng từ khoảng 400 đến 700 đồng một tin nhắn, tùy từng mạng, tùy từng cái dịch vụ SMS thường hay là SMS brand name, đúng không ạ? Ok, tiếp tục vẫn nói về số điện thoại đó, thì chúng ta sẽ có thể là chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán, đúng không ạ? Ví dụ trước bán thì chúng ta có thể gọi telesale này, là chúng ta phải cần phải tìm hiểu cái khách hàng là ai, là chúng ta có data. Sau khi có cái data số điện thoại đó, chúng ta có thể search Google cái số điện thoại đấy, chúng ta có thể search Facebook cái số điện thoại đấy, search trên mạng cái số điện thoại, search trên Zalo cái số điện thoại đấy. Ví dụ nha, các bạn làm theo tôi này, các bạn tìm số 0989623888, số của tôi đấy, đánh vào Google nó ra cái gì, giúp tôi cả. Ok, đánh vào Facebook nó ra cái gì, đánh vào YouTube nó ra cái gì, đánh vào Zalo nó ra cái gì, tìm giúp tôi. Thế thì nó sẽ ra rất nhiều website, rồi thì Facebook cá nhân, fanpage, rồi thì kênh YouTube, rồi trang Zalo, nó ra rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì từ đó các bạn làm gì? Các bạn biết là người này, đấy, mình vào mình dò, mình xét, mình xem có phải là khách hàng mục tiêu của mình hay không, mình đánh giá cảm quan, có những cái tiêu chí mình soi xét những cái tài khoản như vậy, đúng không ạ? Bây giờ rất là dễ. Tất nhiên cái tỷ lệ đấy là bao nhiêu phần trăm, bạn có 1.000 số điện thoại bạn tìm thì 50 người có, 100 người có hay là 200 người có thì chúng ta không thể biết được. Nhưng đấy là cách để chúng ta biết được khách hàng là ai, nếu như chúng ta may mắn chúng ta thấy họ online, đúng không? Thế rồi khi chúng ta tìm hiểu về khách hàng rồi, ok rồi, chúng ta cần phải cách chuẩn bị các kịch bản telesale, chúng ta nói câu gì, chào hỏi như nào, trả lời các cái câu hỏi thường xuyên gặp phải của khách hàng ra sao, giọng điệu chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta gọi vào khung giờ nào, đúng không? Ví dụ như không giờ chúng ta nên gọi business call, tức những cái cuộc gọi mà mang tính bán hàng, thì theo tôi chúng ta nên gọi từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Tất nhiên có thể sớm hơn một chút là 8 giờ 30 hoặc 5 giờ 30 chiều. Nhưng tôi khuyến khích là 9 giờ đến 5 giờ. Ví dụ như trước 9 giờ với những người bận thì họ không thích lắm đâu. Chúng ta cũng lưu ý, đúng không ạ? Vì có thể là 8 giờ họ mới đi làm, giờ đó họ mới ăn sáng. Thế còn sau 5 giờ thì họ cũng mệt rồi, một ngày làm việc mệt mỏi họ cũng oải rồi, chúng ta không nên gọi. Và đặc biệt là đối với những cái khách hàng lớn tuổi hoặc khách hàng giàu có, khách hàng VIP thì chúng ta không nên gọi vào buổi tối. Sinh viên hay là những cái đối tượng trẻ trung hơn thì chúng ta có thể gọi trước 8 giờ được, 8 giờ tối đấy. Còn người lớn hoặc là những người VIP chúng ta không nên. Buổi trưa thì sao? Buổi trưa tôi nghĩ ok, bởi vì rất nhiều người là tranh thủ buổi trưa để trao đổi công việc cũng rất là tốt. Những việc riêng, những cái việc mà làm thêm chẳng hạn, hay những cái việc mà nó gấp, đúng không ạ? Rất là tốt, tôi nghĩ thế. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là cần phải tập dượt cẩn thận, tạo các kịch bản chúng ta gọi thử cho nhau. Chúng ta rèn luyện giọng điệu phải nhẹ nhàng, tươi vui, chào hỏi vân vân. Và chúng ta cũng chuẩn bị các tâm lý, được chưa ạ? Thế chúng ta cũng không nên chốt đơn ngay qua điện thoại hay là những lần gọi đầu tiên. Đấy, chúng ta cũng không nên là gì ạ? Quá vồn vã với lần gọi đầu tiên. Chúng ta phải đặt mục tiêu KPI cho lần telesale đầu tiên là gì? Ví dụ như lần đầu tiên là chúng ta thiết lập được cuộc hẹn, hay là chúng ta lấy được email để chúng ta tiếp tục trò chuyện, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Đấy, thế thì cái đó là chúng ta cần nên, không nên chốt đơn ngay qua lần đầu, đúng không ạ? Hoặc là chuyển đổi sang một cái phễu. Thì cái phễu là gì thì chúng ta sẽ lại học cái phễu sau, được chưa ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý, chúng ta có thể sau khi gọi xong chúng ta phải nên nhắn tin,
cảm ơn anh, đúng không? Cảm ơn anh Phan Anh, em là A, em là B ở công ty X. Anh vui lòng lưu số điện thoại lại, thì cái đấy cũng rất là tốt, rất là chuyên nghiệp để chúng ta có thể có contact với nhau, được chưa ạ? Thế rồi thì nếu mà không phải là bán hàng lần đầu, chúng ta có thể là chăm sóc khách hàng trong bán hoặc là sau bán, hoặc thậm chí là chưa thèm bán, chúng ta kết bạn trước, thì chúng ta có thể gọi làm gì, đúng không? Chúng ta gọi chuyện trò, gọi hỏi thăm công việc như thế nào, gia đình ra sao, sức khỏe, anh có gì mới không, chị có gì mới không, đúng không? Thậm chí chúng ta thân thiết hơn một chút, chúng ta có thể mời đi ăn trưa, mời đi uống cà phê đấy, hoặc là chúng ta có thể đến nhà thăm nhau, vân vân, kiểu như thế, đúng không? Hay là chúng ta có thể mời tham dự một cái sự kiện, một cái hội thảo, một cái meeting nào đó đấy, hoặc là hẹn gặp gỡ tại văn phòng của mình hay văn phòng của người ta, đến tham quan, kiểu như thế, hay đến cửa hàng chơi, rất là hay để chúng ta duy trì một mối quan hệ. Và tôi khẳng định rằng telesale và SMS vẫn là những kênh bán hàng rất tốt đối với nhiều ngành, ví dụ như là bất động sản, ví dụ như là bảo hiểm và rất nhiều ngành khác nữa, ô tô, đúng không ạ? Tôi không liệt kê hết ra đây, chúng ta có thể áp dụng được. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái telesale này để chúng ta gọi, để chúng ta kiểm tra khách hàng, để chúng ta kiểm tra chéo, đúng không ạ? Chúng tôi gọi là controller đấy, cái người kiểm soát đấy, kiểm soát viên. Ví dụ như tôi muốn gọi xác suất khoảng độ 10-20% data khách hàng của tôi, xem là nhân viên phục vụ ra sao, họ có nhận được đúng hàng không, họ có hài lòng không đấy, để tôi nắm bắt, để tôi còn có những cái điều chỉnh rất là tốt. Và chúng ta hãy biến nó thành cái quy trình, ngày nào, giờ nào, ai gọi, số lượng bao nhiêu, và có cái biểu mẫu report, thì tôi sẽ tặng các bạn những cái quy trình như vậy để tôi vẽ ra cho các bạn, và có một số cái biểu mẫu sau, được chưa ạ? Vâng, thế thì đấy là một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ về số điện thoại, về SMS và về telesale. Thế còn về phần mềm, các bạn có thể sử dụng các cái phần mềm nhắn tin như là iShop hay là ShopOne của Viettel, hay là mua những cái gói gửi tin nhắn của Viettel, của Mobifone, của Vinaphone, mua trực tiếp của các hãng như vậy thì nó sẽ ưu đãi hơn, nó sẽ rẻ hơn, thay vì chúng ta mua qua những cái đơn vị khác. Thì tất nhiên là cái tỷ lệ đấy chúng ta cũng làm, và chúng ta cũng phải đặt cái hệ thống tự động, chúng ta sẽ gửi khi khách hàng mua hàng, chúng ta gửi tin nhắn hoặc là chúng ta gọi điện bằng SMS brand name, bằng cuộc gọi chăm sóc khách hàng rất là tốt, được chưa? Để chúng ta tránh việc là chúng ta quan liêu, và khách chúng ta chăm sóc khách hàng tốt hơn. Và khi mà khách hàng nhận được cái cuộc gọi, sau khi nhận được hàng, họ rất là ghi nhớ, họ rất là thích, và họ cảm thấy hàng của mình rất là chuyên nghiệp, và đó chính là cái động lực để cho họ tái mua và họ tin tưởng. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video bài học này. Nếu các anh chị có câu hỏi nào, có ý kiến nào thì có thể liên hệ với tôi để chúng ta được học hỏi, được trao đổi với nhau. Rất vui được chia sẻ những kinh nghiệm của anh chị với các anh chị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị, và lưu ý rằng bài học này tôi có tặng các anh chị một cái data, một số các data. Tôi có rất nhiều data, tôi có hàng triệu data, rất nhiều nhóm data. Tôi sẽ tặng anh chị một nhóm nhất định, khoảng độ 10-20 ngàn cái số điện thoại chất lượng, sau đó thì anh chị có thể bán hàng nhé. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.